trà xanh không độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Em căng thẳng mệt mỏi quá. Sảng khoái quá. Từ 100% trà xanh thiên nhiên nguyên chất, trà xanh không độ giữ trọn hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, cho bạn tươi tỉnh thư giãn, sảng khoái yêu đời. Trà xanh không độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Cơn bão V-League 2012 đang băng phá liên tiếp những kỷ lục về số bàn thắng, lượng cổ động viên đến nhà thi đấu của hai mùa giải trước. Niềm vui của những đại diện đã có vé vào vòng bán kết và sự tiếc nuối của các đội phải sớm nói lời chia tay giải càng lớn hơn khi tính quan trọng, sức thu hút của giải ngày một tăng. Năm thứ ba tham gia V-League, V-League Liên Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh có được kinh nghiệm và sự đồng đều về đội hình. Các bài nhảy được thực hiện bắt mắt, những màn bê đỡ tung hứng cũng được thực hiện điêu luyện hơn. Mới đầu tụi em cứ nghĩ là 21 giây mới diễn, cho nên bây giờ bài thì rất là gấp, mà tụi em sẽ cố gắng hết mình. Về cái kỹ thuật thì em không tự tin lắm, nhưng mà về tinh thần đồng đội thì em rất là tự tin. Tuy nhiên trong buổi thi đấu chủ nhật vừa qua, chỉ một số động tác lỗi đã khiến Lưu Ly Ngọc và các thành viên Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh không có cơ hội thứ hai biểu diễn trước khán giả. Điểm yếu về thể lực một lần nữa trở thành ám ảnh với đa số các đội V-League Liên ở V-League 2012. Qua cái sự học tập của phối hợp cùng với chuyên gia cũng như là huấn luyện viên của mình thì năm nay cái phần nhào lộn của các em là có tiến bộ. Sau đó thì tuy nhiên thì cái phần mà để kết cấu một cái bài tập thành một bài chia thì lại hơi bị yếu, vì nó không làm cho nổi bật được và không là thu hút được cái người xem khi mà cái phần, kể cả cái phần chia cũng như là tất cả một cái tổ hợp để trở thành một cái bài chia thì tôi lại chưa thấy toát lên ở cái điều đó. Dù không được đi tiếp, nhưng các đội V-League Liên có quyền tự hào bởi các bạn đã cống hiến hết mình, thắp lên màu xanh V-League cùng những kỷ niệm khó quên. Bọn em rất là hài lòng khi bọn em là tăng sinh viên không, cho nên bọn em mới vừa bắt đầu chơi cuộc chơi này, cho nên bọn em cũng rất hài lòng với cuộc thi. Trận đấu kinh điển của phong cách phòng ngự phản công giữa Futsal Đại học Quốc tế và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trận đấu hấp dẫn vòng loại Hội sinh viên Văn thể Mỹ 2012. Những ai yêu mến Futsal Đại học Quốc tế sẽ tiếc nuối khi vòng bán kết khu vực miền Nam vắng mặt những chàng trai học tài thi phận này. Mỗi trận đấu có mặt họ, trái bóng Futsal như quả cầu lửa lan trên sân, khiến trận đấu sôi nổi và hấp dẫn. Thành công chỉ đến với những đội bóng biết cách không để mạnh lưới rung lên trước, đó là kim chỉ nam mà Futsal Đại học Quốc tế theo đuổi. Họ bình tĩnh và chính xác trong những pha cản phá, quyết đoán và cực kỳ lạnh lùng ở những tình huống nóng bỏng. Trong một ngày thi đấu thần thánh, Futsal Đại học Quốc tế xứng đáng có được chiến thắng. Tuy nhiên những chàng trai học tài thi phận lại thiếu một chút may mắn để kết liễu đối thủ. Dù phải sớm nói lời chia tay giải, nhưng các cầu thủ Futsal Đại học Quốc tế có quyền ngẩng cao đầu với những lời tán dương của cổ động viên. Làm nên thành công của hai ngày thi đấu vòng loại V-League 2012 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phải kể đến sự cuồng nhiệt cháy hết mình của các cổ động viên, sự cổ vũ vô tư đậm chất sinh viên của các bạn đã giúp vận động viên thêm tự tin, hưng phấn để thể hiện tài năng. Thì lúc đầu thì mình cứ nghĩ là sẽ rất là rung và hồi hộp và sẽ sợ, nhưng mà với cái sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn mình trở nên
hưng phấn hơn và nó tiếp thêm cái sức mạnh cho mình và làm cho mình rất là sung. Vòng loại khu vực miền Nam đã khép lại với nhiều bất ngờ. Những trận đấu tại vòng bán kết chắc chắn sẽ diễn ra không khoan nhượng và cực kỳ hấp dẫn ở cả trên sân lẫn khán đài. Hãy đến và cảm nhận sức nóng của V-League tại nhà thi đấu Tân Bình hoặc theo dõi buổi thi đấu được tường thuật trực tiếp vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 10 duy nhất trên kênh Let's Việt VTC9 nhé các bạn. Trà xanh không độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Em căng thẳng mệt mỏi quá. Sảng khoái quá. Từ 100% trà xanh thiên nhiên nguyên chất, trà xanh không độ giữ tròn hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, cho bạn tươi tỉnh thư giãn, sảng khoái yêu đời. Trà xanh không độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi.